Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Simi, Kairon hay là Xiaomi, theo bạn, ai sẽ là người vẻ đẹp nhất nào? Hôm nay, Simi và hai cặp đôi cute nhất trong Hero Team sẽ solo coi ai sẽ là người vẻ đẹp nhất. Và nhiệm vụ của mỗi người đó chính là vẽ theo chủ đề đưa ra. Theo bạn, ai sẽ là người vẻ đẹp nhất? Đừng quên chấm điểm phía dưới ở phần bình luận nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và like cho bên cạnh, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Còn bây giờ bắt đầu vẽ thôi. Let's go. Nhanh vào xu. Anh nha. Ok. Hello, chào mọi người, mình là Siêu đây và chào mừng video của mình và chào mừng sự video Minecraft. Yeah. Đấy, ok, thì như các bạn thấy hiện tại tụi mình đang có hai cặp đôi Sim Sam và Lo Sim Kai, Sim Kai, Sim Kai và Sam Phong. Đấy. Kai làm cặp đôi cũng được mà Kai qua đây Kai. Ủa, lại thấy mình làm cặp đôi. Ủa, gì dạ, em này tính là solo cặp đôi nam nữ mà, cái gì kì dạ? Bây giờ tôi muốn đổi xíu là tôi với Kai đôi là một cặp được không? Ủa gì, từ từ Sim mới nói là solo cặp đôi nam nữ thì Sim là nữ, Kai nam đúng không? Rồi, ok, tức là hai người muốn khiêu chiến với hai tôi đúng không? Hả? Đúng không? Trời ơi, hôm nay nhà hôm nay đưa cái cây này, biết là hôm nay là thi đấu rồi là đánh nhau đúng không? Bi bi đúng không? Trời ơi, trời ơi, tào lao quá. Trời ơi, hai cái ông này nút dễ sợ luôn. Trời trời, nhìn cái cây này mà bảo là cây đánh nhau. Trời ơi, không biết dịch hơn, cái cây này là cây rượu đi. Xin lỗi, cái cây này là cây thông đúng không? Ông nói gì tào lao giờ, trời cầm cái cây này người bảo là cây thông, người thì bảo cây đánh nhau. Hôm nay tụi mình sẽ thử thách solo vẽ với nhau để coi hôm nay ai sẽ là người vẽ đẹp nhất. Và ba giám khảo hôm nay đó chính là những bạn đang coi video này nè. Đó, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Đó, ok. Let's go. Ai biết gì không cây? Video này đăng trên kênh của Sim á, toàn là fan của Sim coi không thế nào mình cũng. Trời ơi, tào lao à, fan của tôi đã giờ nhận người đó lại gì ta. Ai chấm điểm cho Kai, người đó sẽ trở thành gọi là người xinh đẹp nhất. Rồi. Nói vô có ai, người ta cũng nói rằng là ở fan của tôi rất là công bằng, fan của tôi vậy chứ. Bây giờ rồi là tao chấm điểm cho một người đó xong cuối cùng bài nào là chấm cho phong cái Kai, không thả tim Kai hiểu không? Chứ kịp làm vậy mà hai cái ông nồi này khỉa mình rồi mọi người, trời ơi kỳ cục ghê. Rồi bây giờ mọi người chọn cái bản vẽ của bản thân mình đi, chọn đi. Bây giờ tôi sẽ chọn ở đây. Ok các bạn ơi, bây giờ tất cả tụi mình sẽ bắt đầu thi đấu nha. Và chủ đề đầu tiên của tụi mình đó chính là hockey. Trời ơi, tự tin thấy ớn luôn á trời. Ok ai được rồi. Cây chờ mọi người vẽ xong rồi sao? Rồi, bây giờ mọi người hãy bấm vào cái bảng vẽ. Đấy, và chúng ta sẽ chỉnh cái thông số 64 nha. Đó, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vẽ Husky thôi. Ok, ủa Kai, sao Kai không vẽ vậy? Đây, Kai vẽ đây, yên tâm, Kai sẽ cho Sim một cái tác phẩm gọi là đẹp nhất cuộc đời luôn. Trời ơi, giờ tự tin. Cái gì mà dữ vậy? Tự tin vậy Kai. Ủa? Tôi nói cho gọi là Simmy với lại là Sammy biết rồi nha. Mặc dù á là hai bạn là hai người vẽ đẹp nhất team này, ok tôi đồng ý. Nhưng mà tôi thông báo với hai bạn biết trước là ngày xưa tôi đi học á là tôi toàn là được cái bạn luôn. Tôi toàn là được cái bạn ở trong lớp gọi là nhờ vẽ tranh hộ không đó, tại vì tôi vẽ trời đẹp. Ơi, ghê à. Có lộn không vậy? Trời, chắc nhờ vẽ tranh gọi là nghệ thuật không nhìn ra gì. Trời, nhìn không ra tranh á vẽ quẹt quẹt như mấy đứa nít đó đúng không? Ok ok. Trời ơi. Chưa gì mà đã khinh thường đối thủ rồi. Cái này là đức tính không tốt mấy bạn fan nha. Mấy bạn fan này nước fan nha các bạn. Trời ơi. Rồi ông ngon, vẽ đẹp hơn tôi đi. Tôi gãy thì tôi vẽ đẹp hiểu không? Vậy rồi, đó hả? Được rồi. Chưa gì mà như là đã có những người khịa qua khịa lại rồi. Không biết mấy bạn kia sẽ vẽ như nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ Husky xa lét luôn nè mọi người. Đó, trời sao mình vẽ Husky thành con mèo luôn gì mọi người. Chết tôi thật sự. Đấy, ủa mọi người vẽ gan nào giờ? Tôi vẽ xong cái đầu rồi đó. Đấy. Này, chị cũng sắp xong cái đầu rồi nè, trời ơi. Vẽ xong rồi, vẽ xong luôn rồi. Ủa? Cái gì mà vẽ cái gì? Vẽ quẹt cái gì mà nhanh vậy? Trời trời. Cái đó người ta gọi là đẳng cấp phải không? Mấy người không vẽ được kịp, mấy người nói gì? Trời tôi có nói gì đâu, tôi vẽ một cái xong, trời gì nhanh dữ vậy? Trời ơi, cái này level dành cho hacker hay sao vậy? Ông level cũng nít em cực quẹt ra chứ có gì đâu level nghe gì đó, dữ đó, vậy? Đó, phải không? Đó, lại tiếp tục xem thường người khác rồi đó. Cái này đức tính không tốt bạn fan đâu. Gì duyên quá à. Rồi tí xem quay tụi tôi xong quay mấy ông trai làm gì. Này quay vẽ đẹp cỡ nào mà nhanh dữ vậy? Ok, hình như Husky là mắt màu gì ta? Mình coi tự coi. Husky mắt màu xanh thôi.
À, Husky mắt màu đen. À, ok. Rồi, xong Luca đã nhắc rồi mà Sim không nghe vậy đó. Ủa gì kì vậy Sim nhắc? Còn có đức tin không tốt nghe, nhắc bài người ta mà cũng nhắc bài sai nữa, trời ơi trời. Thôi vậy nè. Nhắc bài sai ở đây là bởi vì là Kairon muốn cho Sim tự lực cánh sinh, Sim mới phải tự làm thôi. Đúng, chính xác rồi. Hiểu không, hiểu mình thôi. Trời ơi, mấy cái con người để thiệt tình vô đây khịa không à. Rồi để coi mấy người bạn như thế nào. Ta nói sự thật mà lại kêu khịa. Rồi ok, bây giờ tôi đang rất là hóng chờ tác phẩm của gọi là gì ta, mấy bạn luôn á. Đó, ok. Họa sĩ trong làng Minecraft để xem coi gãy rồi nè. Ok, được rồi, bây giờ ôi, mình vẽ Husky với con mèo luôn mọi người. Husky tay nó có hai giống mèo gì. Thật sự nó phải cái tay cho cái mặt đúng không? Cho cái mặt Husky hình giống trang khuyết vậy á. Giống mèo ghê. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ cái miệng của Husky nè. Đó, mình sẽ vẽ Husky miệng cười trúng chím mọi người. Đó, cho nó dễ thương. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ cho cái màu đậm xuống nè. Đó, miệng cười trúng chím. Ok, mình sẽ chỉnh cái má nó hồng nữa. Đó, Husky của mình là phải cực kỳ siêu cute đúng không mọi người? Đó, Husky của mọi người là kinh của mọi người như nào? Tôi mới chứ có kêu tôi là phải cực kỳ super cute. Đó. Dễ vậy là sai chủ đề rồi, cũng dễ sai chủ đề mà Husky hỏi kinh dị. Đó, nhưng mà Sim thích Husky của mình cute. Ủa thì trong lòng mọi người Husky kinh dị như nào chứ Husky của Sim nó rất là cute luôn. À, ok. Rồi, bây giờ mình đã vẽ xong cái body, mình sẽ cho thêm cái chân. Ông ơi, nhớ vẽ Husky, yeah. Husky nha, vẽ Husky đang heo nha. Đúng rồi, ok, giờ xong một cái sẽ che lại cái tác phẩm của mình. Okay. Ủa, gì nhanh dữ vậy? Oh my god. Ghê dữ vậy cay, ủa cái vẽ nhanh vậy? Wow. Trời cái ơi, đó ta gọi là đẳng cấp. Ghê vậy. Đẳng cấp. Người vừa có tâm vừa có tầm, phải không? Có tâm rồi, có tâm luôn, dữ vậy? Ghê hả? Ô là trời. Tí thấy cái đòn vẽ gì ta, Husky người que. Trời ơi, chắc tôi cười sảng quá. No. Nghe vậy chắc chắn là nghe rất là bờ rồ luôn mọi người. Đấy. Nghe cái này là sản phẩm này cay tâm huyết lắm á. Tâm huyết luôn hả? Wow, ok. Các bạn mình khá là mong chờ. Chứ Phong sao Phong? Thấy Phong im lặng dữ người ta. Chắc là Phong vẽ cũng đẹp lắm. Đang tập trung vẽ, đang tập trung, đừng hỏi. Họa sĩ người ta cần phải có gọi là không gian riêng để tập trung vẽ, hiểu không? Nghe sâu sắc lòng người dễ sợ cho mọi người. Tí là vẽ ra. Tại vì đó là tôi đang phải lắng nghe tiếng chim hót. Ủa trời, ủa dễ lắng nghe tiếng chim hót. Lắng nghe tiếng chung cái gì? Trời ơi, người ta đang lắng nghe, hiểu không? Người ta đang lắng nghe tiếng chim hót thánh thót, lắng nghe gọi là từng hơi thở của gọi là con chó, hiểu không? Đấy, đây là nghe cảm hứng tại vì tôi tự ông làm sắc tắc nhạc mọi người. Trời ơi, nghe tiếng chim hót lú lơ chứ chi. Đúng là một con người nghệ thuật khác mọi người. Trời ơi, nghe cả tiếng chim hót luôn. Người của nghệ thuật là phải vậy. Ghê ta. Rồi để coi Phong gọi là nghệ thuật như nào mà mình nghe. Chị không tin tưởng đâu Sim. Trời ơi, tin ai chứ đừng tin Phong. Tí Phong cho ra cú lửa Sim. Trời ơi. Thật lắm. Ủa sao chị không tin Phong vậy? Ủa gì kì vậy? Tin Phong mới bán nhà. Trời ơi, tin chi trời. Rồi ok, bây giờ mình sắp xong rồi đó. Mình cũng vẽ sắp xong rồi nè. Có vẻ bé Husky của mình gọi là gì ta, khá là cute rồi mọi người. Đấy, ok. Đó. Ủa, sao mình dễ đẹp dữ trời, sao mình có thể dễ được cái tác phẩm này trời, hay quá trời. Ủa, trời, thiệt luôn trời, cũng tin luôn á. Trời, ủa cay, cay vậy đẹp lắm rồi cay, sao cay gì mà gì ta, cay cảm giác rất là gì ta, xúc động vậy cay, xin cảm giác cay rất xúc động luôn ấy. Tranh mà xúc động vậy. Tại vì cái tác phẩm này là cay cứ là tâm quý cái đó không, chị không? Ok. Mình tin bạn. Mời, bạn ấy tên mình. Rồi, ok, nhưng mình cũng vậy là xong rồi mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ tô thêm cái viền nữa là xong nè. Đây. Đó, ok, hình như là của mình đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đợi tác phẩm của mọi người sẽ toay như thế nào nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ che tác phẩm mình lại đã. Ok, done. Ok. Ta-da-da-da. Ok, mọi người, round 1 đã xong rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ coi tác phẩm Husky của mình. Cái gì vậy? Hai người biến không hả? Bây giờ chúng ta sẽ coi tác phẩm. Thôi thôi. Chúng ta sẽ coi tác phẩm Husky vậy là gì ta sẽ như nào nha. Ok, ai xung phong đầu tiên nè? Mình cho cái người mà xinh xanh đầu kia đó, người lặng tự mà nghe tiếng chim hót thì vẽ Sim cho xem coi. Rồi ok, xin mời gọi là họa sĩ chim hót gọi là đầu xanh lè giới thiệu tác phẩm Husky của mình nè. Đấy, giới thiệu tất cả mọi người. Sau khi khoảng một khoảng thời gian tôi im lặng lắng nghe lời nói thánh thót của cơn gió,
Lắng nghe từng thời khắc của mặt trời. Mình đang bắp lưng. Ok, bạn đang vỗ tay để bạn nghe mình nói đúng không? Ok. Không, mình đang bắp lưng. À, ok, mày đắp lưng cho mình đi. Mình lắng nghe hơi gió. Lắng nghe anh giới thiệu tác phẩm. Lắng nghe luôn ấy. Im lặng cho tay hiểu mày. Anh chờ. Không, không tôn trọng tác phẩm của ta vậy. Đúng rồi, không tôn trọng tác giả hết trơn. Lắng nghe tiếng chim thánh thót gợi ca trong trái tim. Và bây giờ tôi đã vẽ được một tác phẩm. Đâu vậy? Quá trời ơi. Không, ủa chị không thấy hả? Đây. Tác phẩm không đẹp quá, nhìn không ra. Ồ, đây là một bạn hất ghi thả tim. Trời ơi, dễ thương vậy. Thấy không? Thả gọi là có cây cối nè, đám mây mà ông mặt trời luôn, ghê chưa? Trời ơi, cái này là 10 điểm rồi bạn ơi, khỏi chấm nữa, khỏi thi nữa, 10 điểm. 10 điểm. Thì nói chung đây là tác phẩm gọi là hất ghi, gọi là Hông bé ơi của Phong. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Rồi bây giờ Sam với gọi là coi ai muốn khoe tác phẩm trước nè. Để cho Sam đi. Rồi đây để chạy ra. Đây tác phẩm của chị nó rất là đơn giản. Đây là chị ta bé hất ghi bên cửa sổ thôi. Nó okay, đồ đâu 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 đâu. Ok. Hất ghi là hất ghi bình thường thôi. Cái gì Phong? Wow. Oh wow. My god. Chị ơi thấy chưa, hất ghi wow. Là real luôn, yêu y chang. Trời ơi. Ôi các bạn nhìn nè, đây là một bạn hất ghi gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh. Ui, có cả răng luôn nè. Đúng rồi, răng này mới niềng, mới nhìn rất là đều luôn. Đấy. Hất ghi đi niềng răng luôn hả? Ôi chào quá, chào quá. Trời ơi, hất ghi của Sam á nhìn bình thường quá, coi hất ghi của Phong là cái tim, có chân, có tay, có mặt trời, có cây cối luôn đúng không cay? Trời ơi, chị giống cái tiếng chim hót đâu vẽ được, tôi có nghe tiếng chim hót nhưng đâu tôi vẽ được khung cảnh đâu. Trời ơi. Trời ơi, thôi tào lao quá. Ok các bạn ơi, thì đây chính là tác phẩm gọi là bé hất ghi gọi là cute của Sam. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới phần comment nha. Rồi, tay lên. Xin mời cái để mình nhảy cái vũ cho bạn. Xong giá trơn rồi đấm lưng ngoài vậy. Hey gentlemen, today I will show you my bức tranh. Yeah, I will come with so much. Yeah. My bức tranh. 2, 1. Đẹp chó. Wow. Này là con hất ghi nó mới vừa ăn tám tầng hất ghi nữa, mới ăn tám tầng gạo nếp hả cây. Đây chính là tác phẩm của mình, bé Huggy Cute. Tên anh à. Wow. Oh, trời ơi. Huggy gì đâu mà không có chân tay dài như Huggy của mình, mày thấy không trai? Huggy của mình chân tay dài hơn. Trời ơi, sao cái gì ông bắt bẻ được rồi. Tính ra tôi là em bé Huggy Chibi. Đó, trời đất ơi. Thì nói chung đây là bé Huggy của mình. Thì em ấy là một bé, nói như là kiểu em bé Huggy vậy á. Thì các bạn thấy tác phẩm của mình bao nhiêu điểm thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới cho mình biết nha. Đây, okay. điểm là tôi đang chấm cho nè. Đâu, ông lại chấm gì nữa đây. Rồi. Trời ơi. Vô duyên dễ sợ luôn. Ok, thì đây là từng tác phẩm gọi là gì ta, của gì ta, ở Hockey nha. Và các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới cho mình biết nha. Số 1 là Phong Cận, số 2 là Mèo Simi, số 3 là Sammy, và số 4 là Cây Lọt. Đó, ok. Rồi, và chúng ta sẽ tới với round thứ 2 nha. Và chủ đề tiếp theo đó chính là Mommy Long Legs. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vẽ Mommy Long Legs nha. Ok, rồi. Thì chúng ta sẽ chỉnh với cái khung hình vẫn khung hình cũ vào đây. Bây giờ tôi sẽ cùng vẽ Mommy Long Legs. Đó, nói chung là đây là một cái nhân vật mà mình khá là yêu thích mọi người. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ Mommy Long Legs nha. Đây, bầu đầu tiên mình cần một cái màu hồng nhạt. Thật sự theo mình nghĩ là Mommy Long Legs là một cái nhân vật nó khá là khó vẽ mọi người. Bởi vì nó rất là dài và nó rất là phiền phức các mọi người. Đấy, bởi vì là người nó như một con nhện nhé mọi người. Đó, ok, để mình kiếm cái hình Mommy nó dễ xíu đã. Mommy Long Legs đó. Ê, chơi search Google. Ủa, thì mọi người có thể search được mà. Ủa, gì kỳ vậy? Trời, chứ phải chắc người sim đâu. Người ta là họa sĩ chân chính, người ta không ai làm thế em ơi. Trời, đất quỷ thân ơi. Ủa, vậy? Trời ơi, mọi người có thể có quyền search Google mà. Alo, tôi có bắt mọi người là không search đâu. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ vẽ Mommy nè. Họa sĩ chân chính là không có bị. Rồi ok, tôi là họa sĩ pha kè, được chưa? Vừa lòng mọi người chưa? Trời đất ơi, người ta sệt xíu rồi à.
Đấy, thì bây giờ mình đã xong cái khuôn của Mommy là cái đầu. Rồi, ok, và tiếp theo mình sẽ vẽ của Mommy Long Legs một cái đặc điểm cực kỳ dễ nhận dạng, đó chính là mái tóc siêu bồng bềnh của Mommy. Đó, cái tóc của cái bà Mommy này mình rất là thích bởi vì nó xoắn mọi người, nó xoắn hồng luôn mọi người, nhìn rất là cưng luôn á. Thì mình nhớ mình nó sẽ vẽ như này. Đó, trời ơi, cưng xỉu luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ nó cuộn như này. Sao ta? Nó cuộn rất là to luôn mọi người. Oh my god. Con này thì tôi không biết vẽ sao hết. Ôi trời. Nói chung là sĩ chân chính thế nào. Nói chung là con này các bạn là nó cũng là một con khá là khó vẽ mọi người, chứ không phải là dễ đâu nha. Bởi vì là nếu mà bạn nào mà vẽ quen á thì mới dễ, chứ nếu mà mới vào thì nó cũng hơi khó thật ấy. Thật sự lúc đầu mình vẽ cái con Mommy này nó cũng khá là gây khó khăn cho mình đó mọi người, vì nó đặc biệt quá mọi người, nó lạ lắm mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái này đập xuống thì nó cách nào ta? Đây rồi. Trời ơi, kiếm nãy chờ. Mình sẽ để cái viền tóc ở ngoài á. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái vòng xoáy nè. Đó, một cái đặc điểm khá là dễ nhận dạng, đó là một cái vòng xoáy ở tóc. Đấy, ok. Mình sẽ búp. Mình vẽ thiếu mất tiêu rồi, nhưng không sao, mình cũng sẽ cố. Và tiếp theo chúng ta cần một cái buộc tóc màu xanh lè lè. Đó, nhìn là biết luôn á mọi người. Đó, một cái cuộc tóc xanh lè lè. Và tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái chùm tóc khác nữa. Đây, mình vẽ hơi thiếu đấy mấy bạn, có gì thông cảm cho Sim nha. Trời ơi, mình vẽ nó hơi lố mọi người, nó hơi cao quá. Đấy, ok. Đó. Không nhận vẽ cái gì vậy? Ủa sao vẽ nhanh vậy Phong? Trời, cái con này nó vẽ lâu luôn á. Ủa sao vẽ nhanh vậy? U là trời. Tôi mà. Kỳ quá ông ơi, người ta là nghệ sĩ chuyên nghiệp, vẽ tranh chuyên nghiệp thế giới. Rồi, đây bây giờ mình sẽ cùng vẽ tới cái body của cái Mommy Long Legs này mọi người. Đó, màu hồng chẹt luôn mấy má. Đó. Trời, hồng quá là hồng luôn. Đó, ok. Ta-da. Đó, trời thật sự là theo đánh giá gọi là khách quan của mình thì thật sự Mommy Long Legs đúng nghĩa là một con nhện luôn mọi người. Đó. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ chọn cái này. Đó, mình sẽ vẽ cái này cho nó ra cái áo xíu. Đó, hợp lý liền cả nhà ơi. Đây. Và tiếp theo mình sẽ đồ lại cái chỗ này, mình sẽ cho cái Ủa sao mọi người vẽ nhanh vậy ta? Trời ơi, ghê dữ trời. Ủa cây lại xong rồi hả? Cái gì ghê vậy? Chọn đích này easy. Trời sao mình cảm giác mình yếu đuối vậy mọi người, mình vẽ đúng lâu luôn á trời. U là trời đâu. Mình vẽ đúng lâu luôn xin, tại vì cái này nhiều chi tiết quá, cứ vòng tròn xoanh xoanh đồ mệt. Đúng rồi, cái này vẽ rất là nhiều chi tiết của mọi người đấy. Thực sự đến mình vẽ mình cũng thấy mệt luôn mà. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ cho cái vòng xanh của Mommy Mommy Long Legs nè. Đấy. Mình vẽ cũng không giống lắm nữa. Ôi không. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái màu hồng và mình sẽ chọn cái Mommy thì có cả tay và cả chân. Đấy, thì mình sẽ vẽ ở đây. Vẽ cũng không đủ nữa. Oh my god, chết tôi cả nhà ơi. Ok, thì giày của Mommy Long Legs là màu hồng đậm mọi người. Ok, màu hồng đậm. Màu hồng. Màu tím mất tiêu rồi. Màu hồng. Màu hồng đậm. No. Ok, màu hồng đậm. Ok, màu hồng đậm. Sự là mình vẽ nó cũng không giống lắm mọi người. Thật sự mình đã cố rồi nhưng không thể. Ok, đây là cái chân của Mommy Long Legs nè. Và tiếp theo là cái tay rồi mọi người. Đây, ok, thật sự là đã cố lắm rồi nha mọi người, nhưng không thể giống hơn được nữa. Ok, rồi tay của Mommy Long Legs thì có một cái đây, có một cái găng tay màu hồng. Đấy, nói chung là cái gì cũng hồng lè, hồng lét không mọi người. Đó, ok, bây giờ mình sẽ cho cái viền găng tay nè. Đấy, và chúng ta sẽ cho thêm một cái đó, cái tay hồng nè. Ủa sao vậy, xong chưa Sam? Sim ơi, trời khổ quá. Thật sự là cái này từ đến mình cũng chọn chủ đề hơi khó mọi người. Đấy, ok. Ủa, tính ra anh em mình là chuyên nghiệp Phong, anh em mình dễ nhanh luôn đó Phong ơi. Anh em mình chuyên nghiệp quá. Rồi, tôi dễ xong rồi mà. Ủa, gì ghê dữ vậy? Rồi, ok, bây giờ mình cần thêm cái mắt nữa mọi người là xong luôn nè. Đó, nhưng mà nó cũng khó với mình đó mọi người. Đó, ok, chúng ta cần đôi mắt nè. Chúng ta đôi mắt của Mommy Long Legs thì là màu xanh nha mọi người. Đó, màu xanh... nói chung nó màu xanh đó mọi người. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho một chút xanh đậm ha. Đây, ok, xanh đậm. Mình có thể tô viền cho cái mắt của Mommy Long Legs. Đấy, ok. Đó, mình có một chút shader mắt mọi người. Và chúng ta có một cái điểm đen ở giữa. Đó. Rồi, cái điểm đen nhìn nó kinh dị ghê mọi người. Oh my god, nhìn nó ghê quá trời luôn mọi người. Nhìn ghê quá à. Ok, bây giờ mình sẽ pick cái color. Đây, ok, mình sẽ cho một chút gọi là xanh nữa thì nó mới đỡ ghê mọi người. Không nhìn nó kinh lắm. Gì
gì mà ngủ ngáy luôn kìa. Trời ơi. Ủa ông xong rồi hả? Trời ơi, chờ lâu quá buồn ngủ luôn à. Rồi sắp xong rồi nè. Đây đây đây, sắp xong rồi. Đâu, chưa xong mấy á mọi người. À, ok, rồi bây giờ mình sẽ cho cái miệng. Đó. Thôi kỳ này là hỏi anh em mình thắng chắc rồi cây ơi. Còn gì nữa? Ôi. Ok, mình đã xong rồi nè mọi người. Oh my god, không ngờ là vẽ cái con mommy long leg này nó lại mất thời gian như vậy á mọi người. Đấy, ok ok. Rồi chỉ cần tô xong cái viền nữa là mình xong luôn á cả nhà. Đây ok ok. Rồi ok. Trời ơi, tính ra tác phẩm này vừa vẽ mệt mà vừa gọi là khá là khó khăn với mình với mọi người. Mốt không có chọn cái chủ đề mommy don't let nữa. Trời ơi, mommy đúng vẽ khó luôn ấy. Đây. Bum 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 bum. Ô, tô cũng lịch nữa chứ. Trời quỷ thằng ơi. Ô, chết tôi. Đâu. Ok ok ok. À trời. Ok ok ok. Ôi trời cái này. Chết rồi, tô lem rồi. Chết rồi chết rồi. Không sao, mình sẽ fix nó lại mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút chì trắng này nha. Ok. Ok. Đó. Xong. Trời mệt quá. Rồi ok, nói chung là của Sim đã xong rồi mọi người. Và bây giờ mình sẽ bấm đơn nha mọi người. Và không biết mọi người sẽ như nào nha. Ok. Đơn. Ok mọi người, cuối cùng mình cũng đã xong mommy long leg mọi người. Trời đất ơi, đúng lâu đó. Ủa, gì vậy cái, ông cười hoài vậy? Trời đất ơi, ủa, sao mới không? Ủa sao hai người nằm ngủ làm chi vậy? Trời đất ơi, chị đang tắm nắng Sim ơi, trời ơi trời. Lâu quá. Rồi Phong Cận, sao ông nằm ngủ luôn rồi Phong Cận? Ủa gì vậy? Bà vẽ lâu quá. Rồi bây giờ mời Phong Cận với gì ta? Rồi giới thiệu tác phẩm của mình coi. Rồi xin giới thiệu mommy long leg. Wow, đẹp quá không ơi. Trời ơi. Cái gì vậy Phong Cận? Biết chưa, biết chưa? Trời đất ơi, sao cái này giống gọi là gì mommy long leg gọi là con gà vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy Phong? Giống con gà. Người ta vẽ đàng hoàng, mắt màu đủ kiểu hợp lý đàng hoàng, có răng được. Trời ơi, trời. Rồi. Cái gì mà ok. Thì giới thiệu các bạn, đây là mommy long leg gọi là của Phong Cận nha. Các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới gọi là round 2 thì mommy long leg của Phong Cận bao nhiêu điểm nha. Trời đất ơi. Cái này con mình... đầu tiên thì 10 điểm, con này chắc âm 10 điểm rồi mọi người. Âm trời đất ơi. Rồi bây giờ Sam. Các bạn 10 điểm luôn. Sam này, tới chị nè. Rồi. Chị đây nè, ở đây. Lady and gentleman sức ra. Cái này của Sam, cái này của Sam. Cái này của Sam, cái này nó sẽ để Sam mở. Lady rồi. And gentleman, hôm nay tôi sẽ gì Tam giới thiệu bạn. Ê bạn ơi, bạn coi chừng, bạn đập luôn cái chân của Sam là lúc đó không thu hồi được. Đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ kết thúc về con mommy long leg. Và tôi nghĩ mommy long leg của tôi sẽ đẹp nhất. Đó vậy thôi. Đâu giờ, đâu Wow. Bây giờ con tôi sẽ đẹp nhất mọi người. Đẹp vậy. Ôi cái này đẹp vậy ta. Trời ơi, Sammy của tôi là số 1. Sammy của tôi là nhất. Tính ra của Sam là cái này vẽ đẹp thật nha mọi người. Thì đây là tác phẩm gọi là mommy long leg của Sam. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Chứ mình thấy cái này đẹp thật á mọi người. Đấy. Trời đất ơi. Chấm bao nhiêu vậy? Rồi ông chấm bao nhiêu đây? Rồi để coi Phong Cận chấm bao nhiêu nè mọi người. Trời đất ơi. ông bảo là tôi 10 điểm mà ông chấm số rồi ok rồi xin mời gọi là Kyron. Rồi Kyron tất cả mọi người. Ladies and gentlemen, today I will show you my mommy long leg biết chơi ok. Quá nhiều quá coi. Cái này mới là con gà. Cái con này ba chân cái ghê, con này yêu quái chân gà vậy, con này ba chân kìa. Cái con này nó đẹp như con sâu vậy mọi người. Đấy ok với mọi người, thì đây là con mommy long leg của Kai nha mọi người. Chúng ấy giống gà chúng nghe. Đây màu rồi cay rồi nó đủ. Đấy, đủ okay. Gà luôn á. Nói chung là chúng tưởng nhau okay. Cái này để biết hợp ba chấm thôi. Chứ mà không biết chấm sao nữa. Và đây tác phẩm cuối cùng thì xin giới thiệu mọi người, đây là mommy long leg của mình. Sao mà cây đo wow. Cái chứ không phải là họa sĩ rồi cây. Ta da. Đó. Wow. Mommy long leg gì đâu mà nhìn nó y hệt như là chị ông nâu vậy. Ủa thì không, thực ra thì mommy long leg nó cơ bản nó sẽ như này, nhưng mà do mình vẽ đúng cái rồi. Tay cái chân nó ngắn quá nên nó khá là dùng chữ ông á. Thì đây là mommy long leg của mình, thì các bạn thì bao nhiêu điểm? Chị rất thích cái tóc nha, thích cái mặt với đúng cái rồi. Tóc nhìn giống đúng, lực đúng rồi, thì cái tóc thì gần như mình vẽ gần giống đó, còn cái tay cái chân nó quá là ngắn nên thực sự nhìn nó rất là giống con ông mọi người. Thì các bạn thấy gọi là tất cả các tác phẩm
của Mommy Longlegs. Số 1 là gì ta? Phong Cận, số 2 là Simi, số 3 là Sammy và số 4 là Karen. Thì các bạn thấy ai bao nhiêu điểm các bạn? Đừng quên chấm điểm nha. Từ 1 tới 10 nha mọi người. Ok các bạn ơi, và bây giờ đây là round cuối rồi. Và round cuối tụi mình sẽ quyết định vẽ chùm cuối nha mọi người. Thì chùm cuối của mình đó chính là Poppy trong Poppy Playtime, cũng như là cái tên của cái tựa game đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng vẽ Poppy thôi. Let's go. Yeah, let's go. Như Poppy. Đúng rồi, thì cái nhân vật Poppy này là một cái nhân vật theo mình biết á, thì là chùm cuối ở cái season 1 của Husky với ta Poppy Playtime mọi người. Còn không biết cái phần này có phải là chùm cuối không nữa. Oh my god. Nhưng mà cái nhân vật này rất là đáng yêu vì là như một bé búp bê vậy mọi người. Đấy, ok vậy? Thì nói chung là với một bé búp bê thì mình đối với mình nó khá là dễ mọi người, bởi vì cái nào chứ búp bê là semi sự đẹp hết các mọi người. Đó, ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cho mình một cái đây, một cái hình tròn mặt búp bê nè. Đó, ok. Thì tiếp theo thì mình sẽ vẽ cho mình cái tóc. Sao? Ông vẽ cái gì vậy? Ông vẽ là 10 điểm luôn. Ông vẽ cái gì vậy Phong Cậu? Ủa cái gì? Ủa xong. Mình mới đến 1, 2, 3 cái ủng xong luôn mọi người. Trời đất ơi, là trời, ông vẽ người que đúng không? Hả? Phong Cậu? Que là mọi người que, người ta vẽ đàng hoàng. Trời ơi, đàng hoàng gì mà kỳ vậy? Đàng hoàng gì mà 1, 2, 3 xong. Cái gì kỳ, tôi mới đến 1, 2, 3 luôn á trời. Trời đất ơi. Ông vẽ người que đúng không? Hả? Nói tôi biết đi. Chứ ông vẽ cái gì? Ai là ông ghi tên nhân vật vô mà. Người ta đã nói là người ta vẽ đàng hoàng mà giờ kêu là vẽ người que. Trời ơi, xong đầu lại hỏi, xong người ta lại bảo là vẽ đàng hoàng, xong lại hỏi là vẽ người que đúng không? Trời vậy giờ muốn sao trời? Trời đất ơi, vẽ gì mà nhanh dữ vậy? Trời đất ơi, đó là tài năng của tôi. Nghiệp, nghiệp. Tài năng gì mà ghê dữ vậy trời? Mình mới nói 1, 2, 3 cái xong. Ủa cái gì vậy ta? Sim mà Sim vẽ chậm quá, Sim thấy người ta vẽ nhanh đó Sim. Trời ơi, chẳng lẽ là Phong Cận đã đạt lên một cái mức gọi là gì ta, gì ta, họa sĩ gọi là dành cho pro mà người, trời ghê dữ người ta. Trời ơi, sau này mình không thể khinh được Phong Cận được mọi người. Phong Cận giờ lên level mới mọi người, ghê quá. Đấy, ok rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cho mày lang thang trên lối về. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ cho gọi là Poppy của mình có cái tóc nè. Đó, mình được cái tóc cơ bản. Và tiếp theo chúng ta cần một cái nơ. Đó, nói chung là mình khá là thích cái nơ của bé này. Vì cái màu nơ này nó nhìn nó rất là gì ta, rất là dễ thương. Đây, ok. Và cái màu nơ là cái màu gì ta, của Phong Cận đó mọi người. Trời, quỷ thần ơi. Hình như bé này gọi là, em mà tính ra là cái màu chủ đạo của cái con búp bê này là màu xanh, xanh đậm và màu đỏ mọi người. Giống Chiron Phong Cận ghé mọi người. Trời đất ơi. Ủa có màu đỏ hả? Cái tưởng màu cam chứ. Đâu, nó màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Nó là tóc đỏ. Đấy, đúng rồi, tóc đỏ. Làm cây nãy giờ dễ tóc, tóc cam. Trời đất ơi. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ cho vậy là cái gì ta? Cái nền. Chuẩn bị vẽ ác quỷ gì đây? Cái vẽ rất là ác quỷ là xong luôn nha cây. Xong chuyện luôn nha cây. Đấy, rồi. Ok, và tiếp theo mình sẽ đây, mình sẽ vẽ cái búi tóc của bé này. Búi tóc của bé này là một gọi là kiểu xoăn á mọi người, nhìn nó khá là đặc biệt. Đó, kiểu nó xoăn tít thò lò á mọi người. Đây, đó, nó sẽ xoăn như thế này nè. Ta 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 ta, như công chúa vậy mọi người. Đó, ok. Píp. Đó, trời ơi, cứu téo à. À. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cho mình nên vẽ cái viền tóc màu này hay màu kia ta. Thôi bây giờ mình sẽ chọn cái màu đỏ. Ô, chết chết nhầm, bây giờ mình sẽ dùng cái màu đỏ cho mọi người. Đó, đấy, cho nó dễ thương. Ok, bây giờ để coi mình sẽ cho cái tóc. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái viền tóc nó có chút máu lửa mọi người. Đấy, ta da. Đó, ok. Píp, píp. Đấy, ta da. Trời ơi, bé này vẽ rất là cưng luôn á mọi người. Đó, ok, và mình sẽ cho chút, một chút. Có vẻ có được không ta? Từ để mình coi thử coi. Mình nghĩ các bạn được đấy. Bây giờ mình sẽ cho một chút viền đậm với mọi người đó, để cho nó rõ cái tóc hơn mọi người. Đó, ta da, nhìn rất là rõ cái tóc luôn nha cả nhà. Đấy, ok. Và mình sẽ cho thêm cái viền tóc này nữa. Đó. Trời ơi, cưng luôn, cưng luôn. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ phân cách ra để cho cái tóc nhìn nó rõ hơn. Đấy. Wow, đấy, ok. Ta da. Rồi, ok, và mình sẽ chọn cái màu đỏ này nữa. Rồi, các bạn như là mình đã xong khuôn mặt và cái tóc rồi. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái đôi mắt của bé này mọi người. Bé này là có một đôi mắt xanh mọi người.
sân sân khá là đậm luôn ấy. Ok, mình sẽ cho cái này lui xuống ở ngoài nhạc đúng không? Ok, mình cho cái này. Đó, trời ơi, rõ ràng luôn nha mọi người. Trong đậm đúng không? Trong đậm thì mình sẽ cho cái này. Đó, ta-da. Ôi da, chết, lật. Đấy, ok rồi, mình sẽ cho cái chồng trắng nữa. Ủa, nhanh vậy à? Oh my god, ok. Nhanh quá Kai ơi. Sao trong cái trận đấu này mình cứ cảm giác mình cứ bị chậm á mọi người. Thề chậm rì luôn quá trời. Đấy, ok mình không sẽ... chỉ mới hai ông này vậy nhanh thôi chứ. Này vẽ 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 ngục ngoạc thì nhanh đó chứ, chị tụi mình vẽ bờ rồ tụi mình phải chập chạp chứ không vẽ. Ok ok, đúng rồi, tụi mình là bờ rồ mình không thể vẽ nhanh được mọi người. Đấy, ok. Và có bức tranh nào mà xịn mà thực hiện cái vòng 5 phút hay 10 phút không? Người ta thiện cả tiếng. Đó. Đấy, người ok. Xịn kính chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm gọi là cái miệng của bé này. Đó, bé này có một cái miệng gọi là gì ta? Khá là đáng yêu. Đấy, đây, nó miệng cười. Ta-da! Oh my god, so cute. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ cho cái viền nữa mọi người. Đấy, đây. Đó, ok. Và bé này có mặc cho mình một cái váy xanh mọi người, khá là đáng yêu. Bây giờ mình sẽ cho bé này mặc một cái váy xanh nha. Đây, ok thì mình sẽ vẽ cái váy này nó sẽ theo một chút. Ồ, đây có cái nơ to này. Theo mình biết ở đây có một cái nơ to. Đấy, ok, và mình sẽ phim, ta-da. Rồi, một chiếc nơ to là một cái gì ta, một cái logo của cái bé này. Đó, ok, bây giờ mình sẽ tô cái này nữa. Đây. Ấy, nhầm. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ tô cho cái nơi nó rõ ràng hơn là được rồi. Đấy, trời ơi, quá rõ ràng luôn. Ủa sao chị ngang nào rồi Sam? Chị đang vẽ cái váy cho bé này nè. Ồ, ok, ok, rồi, bây giờ mình có cái áo nè. Bây giờ mình cần một cái váy. Khoan, nhưng mà cái nơi nó lại to quá mọi người, chết rồi không được. Trời ơi, vẽ này chưa, bây giờ mình xóa lại mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái khuôn cơ bản ha. Ok, đầu tiên mình sẽ vẽ cái này nè. Bây giờ mình sẽ vẽ cơ bản luôn cho nó dễ hình dung mọi người. Đó, cái váy màu xanh lè lè luôn nè. Đó. Váy xanh lè lè. Đúng rồi, không hiểu sao mình hay gọi mình tức là xanh lè lè mọi người. Kiểu quá, không biết từ sao nữa. Nhưng mà ok, xanh lè lè, ok. Rồi, chúng ta có một cái váy rất là cute luôn này mọi người. Đấy, ok, và chúng ta cần một cái đây, một cái tay nữa. Bé này thì có một cái đây mình sẽ biết có đúng không ta, mình không biết nữa. Oh my god. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cho bé này một cái cái viền váy nó màu trắng không ta, từ nếu vậy cái viền váy nó phải màu trắng mọi người. Đó, ok, cái viền váy nó màu trắng đó, nó là có bông hoa mọi người. Đấy, ok rồi, tô. Và mình sẽ cho một chút viền như thế này nữa cho nó nhìn giống hoa hơn. Đấy, ok. Và có vẫn phải có một cái nơ mọi người. Không phải sao phải có một cái nơ. Ok, mình sẽ cho một cái nơ màu nhỏ ở đây. Đó, ok. Chỉ rất là vẽ đúng mệt luôn mọi người. Đó. Pip 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 pip. Ok. Hey. Có giống không ta? Không biết nữa. Nhưng mà thôi mình cứ vẽ vậy đi ha. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái viền này ở đây. Này ở đây. Và chúng ta cần một hai cánh tay cho mọi người. Đấy, hai cánh tay thì mình sẽ cho gọi là gì ta? Mình sẽ cho hai cánh tay nó sẽ như thế này đi ha. Ok. Oh my god, mình không tự tin với cái con búp bê này lắm. Ok. Không sao. Vẫn được. Cái tay đâu? Cái tay màu trắng đi ha. Nó bị trùng cái kia rồi. Oh my god. Ok, không sao, mình sẽ vẽ được. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái tay nó như thế này đi. Đó, tay hình tròn. Đấy, ok. Có vẻ là nó cũng không rất là tệ mọi người. Đó, mình sẽ cho hai cái nơ nhỏ ở đây. Đó, một cái nơ nhỏ ở đây. Ok. Và mình thêm một cái nơ ở chính giữa nữa. Không biết nhìn có ra không nữa. Có vẻ hơi khó nhìn đó mọi người. Để mình đồ cái nơ lên xíu nha. Đấy, ok. Quá. Ok. Đó, ok, mình đã xong rồi nè. Wow, trời ơi, vẽ con này cũng, vẽ con này cũng mệt lắm nha. Bây giờ mình sẽ đồ nó lại, nó sẽ ok hơn mọi người. Đó, ủa Kai xong rồi hả? Kai xong nãy giờ rồi. Ghê hả? Ok rồi, bây giờ mình sẽ vẽ. Đó, mình sẽ tô cái viền lại mọi người cho nó rõ mọi người. Đấy, ok. Trời, cái tay mà nó nát luôn mọi người. Đó, ok.
Ok, cố lên nào, sắp xong rồi. Ta-da! Ok, vừa đã xong bé gọi là Poppy rồi. Bây giờ mình sẽ đợi coi mọi người sẽ nhớ nào nha. Let's go. Ok các bạn ơi, và đây sẽ là trận chiến cuối cùng đấy mọi người. Đấy, để coi ai sẽ mình vẽ gọi là Poppy gọi đẹp nhất nha. Rồi, xin mời gọi là gì ta, họa sĩ tóc xanh. Let's go. Ai vậy? Trời, ông Nam này. Tôi hả? Rồi, đây. Xin giới thiệu bạn tác phẩm Mommy Lonely. Ủa, phải này lại. Poppy. À, Poppy vô cùng đẹp của Phong Cần. Ủa, đẹp không? Khoan, sao vậy? Em thấy ở đây có cái tấm gì á? Ủa gì kì á? Ủa, cái gì vẽ đó, tôi vẽ đó. Hay quá ông ơi, trời ơi, cái này là người ta vẽ mà phải công nhận đi. Trời ơi, vẽ mà còn có hình gì đi, hình dấu gì ta, dấu cộng, dấu trừ, giống như Photoshop ra nè Sim ơi. Ủa gì kì? Đâu, vẽ mà. Rồi, ok, thì nói chung là... Rồi, bây giờ cái từ tiếng Anh trên này dịch nghĩa là sao? Ông vẽ ra chứ không biết gì á. Cái này là I'm a real girl, just like you. Có nghĩa là... không có từ vẽ không có nghĩa là Phong Cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ hết. Trời đất ơi, tào lao dễ sợ. Qua đây. Ủa gì vậy? Thật ra bên này mới đúng nè. Trời đất ơi, vẽ y chang đúng mọi người. Đấy thì mình thấy trong tất cả tác phẩm thì cái cuối cùng của Phong có vẻ khá là ok. Có đồ được không vậy? Không, ông đồ được. Ok, thì đây là cái gì ta? Poppy. Mà khoan từ, mọi người thấy Poppy tôi vẽ là da trắng hay da bị biến thành màu đỏ vậy? Ủa, đây trắng. Trắng hả? Ok vậy, đúng rồi á. Đẹp chưa? Nhưng mà thật ra Poppy gọi là gì ta? Nó là da trắng mọi người, chứ không phải là da con người. Phong vẽ thành da con người rồi mọi người. Đâu, da trắng mà. Da trắng mà Sim. Ủa vậy hả? Da trắng mà Sim trắng bóc luôn á. Đâu. À, ok, thì đây là tác phẩm gọi là Poppy của Phong. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới cho mình biết nha. Mình thấy cái này có vẻ khá ok á. Rồi, xin mời Sammy. Rồi, xin mời chị gái Ukute hộp me của tôi. Rồi, xin mời chị gái được tác phẩm. Lần này là cái chung kết rồi, thôi nói ngắn thôi, nói ngắn dễ thằng lắm. Rồi, ok, 3, 2, 1, vô. À, không cần nói nhiều. Ủa cái gì vậy? Đáng sợ chưa? Ủa cái gì vậy? Nhìn giúp cô thấy không? Trời ơi, nhìn đáng sợ chưa? Nhìn giống như là quái vật. Thì nó là quái vật mà tôi đáng sợ rồi. Ok, thì thực sự là... Quang đời, cái này là Sam vậy hả? Trời ơi, đẹp quá Sam ơi. Đẹp quá. Ok, thì nói chung là đây là cái tác phẩm gọi là Poppy của Sam. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Ok, rồi bây giờ tới cái đó chung cuối. Lady Gentleman, I show you my picture. Ủa mọi người, từ từ. Khoan, em thấy nó giống Annabelle vậy. Đúng rồi, đừng nói Annabelle luôn. Ủa cái gì vậy cái? Người ta là Poppy. Ủa cái này nhiễm Poppy mà. Ê nói thật, nó giống của Annabelle ống luôn mọi người. Đấy bây giờ xin mời editor ghép cái hình Mồm xéo nữa nè. Không đời. Còn mồm xéo nữa chứ. Trời đất ơi. Gì Phong cậu? Trời tác phẩm của... Trời đừng có bắn mà. Trời đất ơi, kỳ cục quá. Thì đây là tác phẩm gọi là Poppy của gọi là gì ta, Caron. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới cho Sim biết nha. Rồi ok, đây tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người nào. Đây chính là gọi là Poppy của em. Video vẽ sau đây. Ta-da. Ta-da. Đây chính là Poppy của em. Dễ thương nhở. Thank you. Thì nói chung là đây là bé Poppy của mình. Đó thì nói chung là trong tưởng tượng của mình thì thực sự là mình cũng chưa ưng lắm. Nhưng mà thôi, nói chung đây là cô gái xuất của mình rồi. Đấy thì ok, thì nói chung là tổng quan là đây. Đó, Poppy từ đầu đến cuối. À khoan, cái đẹp của Phong này mọi người. Phong vẽ ngược ngạo dễ sợ luôn mọi người. Đấy thì đây là Poppy của tất cả mọi người nè. Đó thì các bạn hãy nhớ rằng số, ok mọi người đứng theo thứ tự đi. Đó, để cho mấy bạn fan chấm điểm nè. Rồi, số 1 là Phong Cận, số 2 là Simi, số 3 là Sammy và số 4 là Kyron. Các bạn đừng quên chấm từ gọi là 1 tới 4 và gọi là gì ta? Chấm gọi là từ tất cả mọi người và thang điểm là từ 1 tới 10 nha mọi người. Đấy. Ok các bạn, thì chắc video cũng vẫn như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Còn bây giờ bye bye. À nha. Bye. Bye.
Simi Baby Box với nhiều món đồ siêu độc từ mèo Simi, giảm ngay 30% và tặng kèm móc khóa chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Truy cập ngay shophero.vn, hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.